cho trọn tình anh. Các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trong đoạn clip này thì tôi đang review cho quý vị cùng tham khảo cũng như là trải nghiệm cấu hình siêu khủng của một cặp loa nổi tiếng thương hiệu đến từ Anh Quốc với cặp loa Watford Modern LX15. Sở hữu bát siêu trầm 40 và quả kèn cực khủng trên cặp loa có công suất ở ngưỡng 800 cho tới 1600W trên một chiếc loa và công lực được nhân đôi cho cả đôi. Với độ nhạy cao tới 130 decibel trên trở kháng 4 cho tới 8 ohm, những dòng loa nổi tiếng được sản xuất tại Anh Quốc và cũng khá là hiếm khi chúng ta mới được trải nghiệm cấu hình siêu khủng của cặp loa Watford Modern LX15 đến từ England. Mời anh em cùng tham khảo chi tiết với phần nội thất của cặp loa. Tôi lưu ý rằng khá là ít những đoạn clip chúng ta mới có cơ hội được tham khảo và được trải nghiệm những cấu hình khủng như thế này. Mời anh em cùng quan sát và chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực mà nó mang lại cho người chơi. Và chúng ta sẽ thấy được câu trả lời rằng có đáng chơi và đáng đầu tư hay không. Trước máy quay chúng ta đang được quan sát phần nội thất của cặp loa Watford Modern LX15 đến từ Anh Quốc. Với trọng lượng nặng tới 70kg, công suất cho cả đôi ở ngưỡng 1.600 trung bình và tối đa 3.200W trên trở kháng, hai dòng trở kháng 4 và 8 ohm, đặc trưng của dòng loa Anh Quốc. Được trang bị phần thùng gỗ siêu bền, nó là gỗ chống thấm, không phải là bột gỗ hay là bột giấy, quý vị cần lưu ý, và phủ composite rất đẹp với màu tím hoa cà, hay còn gọi tím đen thì chính xác hơn, nó là màu xanh tím than thì chính xác hơn. Đó, quý vị thấy rằng nó còn rất là đẹp, long lanh tới từng cm, từng góc cạnh nhỏ nhất. 1.600W và 3.200 cho mức tối đa trên cả đôi. Độ nhạy ở ngưỡng 130 decibel, cấu hình hết tầm chơi. Trên cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng tôi đang tháo sẵn cho quý vị cùng trải nghiệm và quan sát. Gồm một quả bát siêu trầm đường kính 40cm với model bát ở đây thì model D-615 cho quả bát súp này. Và nó được sản xuất vào 2004. Đó, quý vị quan sát, tôi sẽ zoom lại cái máy. 2004 Camel England. Xương đúc này, từ lớn tới 20 phân. Sở hữu gân xếp tẩm dầu siêu bền. Mã này thì quý vị thấy rằng hết tầm chơi chưa ạ? Nó là quá khủng nữa rồi, không có điều gì mà chúng ta để bàn cãi thêm. Nhìn quả bát đã thấy đã rồi ạ. Chất đấy ạ. Quý vị nhìn chất của nó đi ạ. Đó, từ này, nhìn phê chưa ạ? Bát 40 từ 20, công suất cho một chiếc loa tối đa 1.600 và cho cả đôi 3.200. Phần bên trên của nó là một quả kèn, một quả kèn với đường kính họng 35, tôi ước chừng vào 35, hình bầu dục nó rất là đẹp và từ của nó lớn tới 18 phân đó, 50TD lấy series Watford Pro. Quý vị quan sát củ kèn này có phê không ạ, bề nguyên cái kèn này không, đã nặng nề khẽ luôn rồi, đẹp chưa ạ? Cặp loa còn đang mới, long lanh tới từng cm, mạnh như sấm. Quý vị quan sát, bám cái tay vào đây, bám tay nhấc lên xuống nhé. Đó, bám vào, khép khép. Đó. Đó, tôi đang là bê nệ khẽ một cái củ bát. Và chúng ta cùng quan sát phần bên trong. Ở bên trong thì cái bảng phân tần đây ạ, nó nằm hơi sâu. Đây là bảng phân tần của nó rất là to. Đó, quý vị quan sát ạ. Qua máy thì chúng ta nhìn thực tế đi ạ. Và ở đây thì một cái phân tần thì tôi đã tháo sẵn và tôi để bên trên cho nó dễ nhìn. Và chúng ta cùng quan sát này.
Đây là cái bảng phân tần của tầng quát phân đình này. Quý vị thấy kinh điển không ạ? Đó. Đây cuộn dây này. Cuộn dây to như nắm tay, nhìn con trỏ sứ này, kinh điển không ạ? Tụ này. Nó ghi luôn mã số và nó có cả bóng bảo vệ cho kèn. Đây là những quả phân tần cực đỉnh, những dòng loa và được đến từ Anh Quốc. Cái dây của nó rất là to. Đấy, quý vị nhìn đã chưa? Phân tần này. Quá kinh khủng. Con trỏ này, quý vị nhìn con trỏ nó to mấy con trỏ bình thường luôn. Bởi vì công suất của nó từ 800 tới 1600 W trên một chiếc loa. Bởi vậy cái nội thất của nó rất là kinh khủng. Củ kèn 18. Phân tần kinh điển luôn. Củ trầm này. Nắm lại một lần nữa cho phê. Như vậy về sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng nó là những cặp loa cực khủng của hãng Watt Verden đến từ Anh Quốc với model NX15. Đó, bông tiêu âm này. Những cặp loa hàng nòi thì chúng ta nhìn là ở đây quý vị nhìn qua cái từ của nó đã thấy khác. À, cái củ này từ này rất là lớn này. Tôi lưu ý với quý vị này. Ở đây của nó trong nó là mã số này, nó còn mã số nữa. Đây gỡ chết rồi. Ở xung quanh thì nó bởi vì đỡ cho cái củ này thì trên cái họng của nó là nó phải có một cái ngõng. Chúng ta cùng quan sát tiếp theo này, cái ngõng này. Đó. Quý vị quan sát cái ngõng này thì khi mà cái củ từ 18 này nó nằm vào đây thì nó phải có cái gioăng cao su. Đó, nó dính ở xung quanh. Quý vị nhìn cái loa nào nó cũng có gioăng cao su này. Đó, cái gioăng để nó có độ đàn hồi và nó giữ khi đánh lớn. Nó rất là mạnh. Đấy, cái thùng phê chưa? Phân tần này. Những cặp loa đáng chơi và đáng đầu tư. Có thể nói được rằng với cấu hình này thì cả phần công suất, thực tế về chất âm thì ưu điểm của những dòng loa này nó cho tiếng trầm khá tốt. Ok, bỏ đi và nắp một chiếc đi để quan sát cái phần ngoại thất. Nó cho tiếng trầm rất là tốt và khi chúng ta chơi thì quý vị có thể kết hợp nghe nhạc rất hay. Bởi vì đặc trưng các dòng loa của Anh như thời gian gần đây thì quý vị thấy rằng nắp cái kèn trước đi. Bỏ hẳn bát dưới đất cho nó an toàn. Thấy trên kênh của mình thì xuất hiện một số cái dòng loa như là cặp ôm đến từ Anh Quốc, vẫn là dòng trở kháng 4 cho tới 8 ôm. Tiếng trầm của nó xuống sâu, đánh rất là phê, trong tiếng và bát sâu, mềm. Đó là ưu điểm của những dòng loa cao cấp đến từ Anh Quốc. Và với cặp Watt Verden NX15 này thì chúng ta thấy được rằng nó là kinh điển luôn rồi. Cấu hình hết tầm chơi. Cái dây của nó luôn qua cái lỗ tí thả củ kèn vào nó vào. Rất là tuyệt vời. Tôi có thể nói với quý vị rằng khá là tâm đắc khi mà mua được những cặp loa này. Chưa biết rằng cơ hội sẽ thuộc về ai sở hữu, anh em nào sở hữu những cặp loa như thế này. Nhưng mà chia sẻ thực sự với anh em rằng để nói rằng ví dụ quan điểm của người bán mà khi mà mua được những cái cặp loa này nó rất là sướng. Không còn cái điều gì mà để năn tăn và bàn luận thêm cái loa của nó ra cái loa. Đó cũng là mất đồng tiền. Tại sao mà chúng ta cũng tìm kiếm những cái đồ nó chất như thế này mà chơi, mà lại cứ phải nôm côm. Nhiều cặp loa cũng nó xịn thật, nhưng mà chúng ta thấy được rằng công suất lớn này, xịn này thì rất là nhiều, nhưng mà chất âm mới là quan trọng. Chúng ta chọn cái gì? Điều mà tôi thấy khó nhất và quan điểm của tôi ấy, thì bao giờ những cặp loa cắm bên ngang ấy, cắm bên ngang cho nó dễ cắm, mà nó có trở kháng 4 cho tới 8 ôm, nhất là những dòng loa Anh Quốc thì nó cho cái tiếng bát rất là tốt, xuống rất sâu. Đó, nó xuống sâu thì chúng ta mở nhỏ nghe nó cũng phê, mà mở lớn thì lại càng phê hơn, và chúng ta chẳng cần tốn tiền đầu tư súp và trầm. Quý vị công nhận với tôi không ạ? Điều này thì chẳng nói thì quý vị đang chơi rồi, nhiều anh em thì nào là chơi một bộ loa nỉnh kỉnh, nào nọc tiếng rồi lâng tiếng rồi súp rồi trầm rồi loa tay loa nời, chơi cho cả đống cộng vào hết cả mớ tiền. Nhưng mà tại sao mà chúng ta không lựa chọn những cái cặp loa như thế này sang trọng đẳng cấp, đúng không ạ? Đẳng cấp thì Anh của nó thì khỏi bàn rồi, nó Anh nó nổi tiếng lắm rồi, ông nào cũng biết rồi. Công suất lớn này, tiếng hay này, mạnh mẽ, chơi được đa thể loại nhạc. Đó, chơi một cặp thôi gọn gàng như thế này, sang như thế này là phê lắm rồi. Chơi cho các không gian phòng khách 50 một vài trăm mét vuông, hay cho các nhà hàng, quán bar hay vũ trường hay quán karaoke chuyên nghiệp. Công suất 1600 tới 3200 W, không phải để dọa anh em đâu. Cấu hình của nó khủng như thế này không phải để dọa anh em đâu, không phải làm cho đẹp đâu ạ, mà để đấy chất âm. Rồi Anh nó làm nó không như là thằng Trung Quốc làm đâu ạ. Nó rất là chất. Bởi vậy tôi mới nói rằng những cặp loa đáng chơi và đáng sưu tầm.
Trong khi mà tôi thao tác nắp lại một chiếc cho quý vị cùng chiêm ngưỡng cái dung nhan thực tế nguyên bản của nó, thì quý vị sẽ nêu riu thưởng thức một vài cái bản nhạc nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ sau khi thao tác xong thì chúng ta sẽ thưởng thức một chiếc loa với chất âm của nó rất là phê. Tôi đã nghe thử rồi, nó đánh phê lắm ạ. Quý vị cùng quan sát và cùng nghe đi ạ. Tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm. Thức chất âm của một chiếc loa Wadden NX15 cặp loa hàng nồi đến từ Anh Quốc. Và trong đoạn clip này thì ở đây thì chính thức thì tôi bắt đầu review lại này. Chúng ta ai có tai phone thì quý vị sẽ mang cái tai phone vào và chúng ta sẽ thưởng thức uy lực mạnh mẽ của một chiếc loa. Và tôi sẽ căn chỉnh là một chút trên phần cấu hình của con đẩy Technic Q6 kết hợp với con vang số cao, vang số chỉnh cơ và số cao cấp nhất hiện tại Realtek C71V. Mời anh em cùng nghe và chúng ta cùng mang tai phone để chúng ta thấy được cái uy lực mạnh mẽ của cặp loa siêu khủng với công suất. Ở đây thì tôi gọi là một chiếc loa tối đa huy động lên 1.600 đi, đánh cho quý vị phê cái nội tai. Quý vị cùng quan sát ạ. Để mà công bằng nhất thì cứ như thế này, chúng ta thưởng thức một chiếc rồi một đôi thì nó là kinh điển rồi. Tôi sẽ điều chỉnh lại cái máy và trong giây lát thì chúng ta sẽ thưởng thức. Tôi sẽ điều chỉnh trên phần cấu hình bên trên. Cảm nhận thấy uy lực đánh của nó không ạ? Mới một chiếc loa thôi với gian hàng 140m² của tôi thì đã rung lên bần bật rồi. Chúng ta cùng quan sát với mức độ thực tế nhất. Đó, tôi đang cắm cho một chiếc loa, quý vị cần lưu ý ạ. Một chiếc loa đánh thôi ạ. Bát, mức độ quả bát siêu khủng 40 này, quý vị cùng quan sát này. Ở đây thì trên chốc của nó có các cái nỗ hơi
không phải lỗ hơi ạ, đây nó là chân ốc có thể bắt cho các cái ti treo ở phía bên trên đó. Và khi mà tháo con ốc này ra thì như tôi vừa đặt tờ giấy ở trên thì nguyên cái hơi mà thoát qua cái lỗ này, quý vị thấy rằng nó thổi tờ giấy bay phần phật luôn rồi, anh em cùng quan sát này. Rồi là thông đến, khi mà đưa gần điện thoại thì có lẽ rằng sẽ bị rè loa. Quý vị cùng quan sát này, đó một chiếc loa thôi, đánh cho nó phê, kinh điển chưa? Chúng ta đã thấy rõ được cấu hình siêu khủng của cặp loa Westfalen model NX15 với công suất 1.600 và tối đa lên tới 3.200W. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định, cặp loa còn đang mới và đẹp tới từng cm, thậm chí giới đít của nó cũng đẹp. Chúng ta ngắm nhìn đi ạ. Nhiều anh em thì cẩn thận là từ một con kiến chuyển nó thành một con voi thì có thể nhìn từ giới đít đi ạ. Nhìn đít đây tôi gọi vui vui thôi ạ, gọi nhìn đáy của nó đi ạ. Đẹp như thế này thì chúng ta đừng bàn luận nữa. Và cấu hình khủng long này thì khá là ít có đối thủ để so đọ về uy lực mạnh mẽ. Ví dụ như là tôi chỉ nói đơn giản thôi, tôi chấp anh em chơi cặp JBL825 so với nó đấy ạ. Anh em thi với tôi không ạ? Thằng nào mà đánh không lại thì bỏ quả về người không. Anh em chơi với tôi không? Trầm sâu hơn, không bàn cãi rồi. Trung âm càn của nó khủng như thế này, tiếng mic của nó cực kỳ là tốt và tiếng nhạc cụ cực tốt. Trên cặp loa có độ nhạy cao 130 dB. Như vậy chúng ta đã thấy rõ cấu hình của Westfalen NX15 trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Xin chân thành cảm ơn.